hàng hot về nha các bác. Chờ rất là lâu em mới cập bến được những dòng XLO. Vừa rồi là hết hàng hơn 1 tháng rưỡi các bác. Không có hàng, nay về được bộ mét rưỡi rồi nha các bác. Rất là nhiều các bác hỏi mét rưỡi mà đứt hàng lâu quá được. Tại vì mét rưỡi ít hàng các bác. Mét rưỡi đợt này về khoảng 15 bộ nha bác, 15 bộ, hình như 13 bộ thôi. Và đây là những bộ 1 mét XLO. Dòng dây bạc tân khiết của Mỹ, rất là nổi tiếng về chất âm. Về âm thanh và em nó mang lại thì em không cần giới thiệu nữa vì nó quá hay trong phân khúc rồi các bác. Rất là nhiều các bác yêu thích và nhiều bác lại theo đuổi tất cả dàn dây gia đình lấy dòng XLO này xài luôn. Vì tiếng nó cho ra rất là sáng và mượt, tách âm rất là tốt, độ nhẹ rất là cao. Đây là cấu hình của em nó. Đều trang bị là mỗi vế là hai bộ lọc nhiễu AKG của Mỹ. Đây các bác thể thấy loại nó. XLO dây 1m là giá 700, còn 1m rưỡi là giá 900 bao gồm phí ship nha các bác. 1m rưỡi thì em chỉ có về được 13 bộ thôi, còn 1m thì khoảng là 27-30 bộ rồi đấy. 1m là 700 nha, còn 1m rưỡi là 900 bao gồm phí ship. XLO một thương hiệu cực kỳ đình đám tại Mỹ, sử dụng hệ thống chống nhiễu TDK của Mỹ, cho hai kênh luôn nha, cho hai kênh hai đầu luôn. Đây là hệ thống chống nhiễu của dòng này rất là tốt và cải thiện được chất âm khắc rát rất nhiều để các bác mình trải nghiệm những bộ dàn audio ở phân khúc tầm trung cho tầm bình trung cấp và cao cấp đều sử dụng tốt những bộ dây này, hoặc là chơi âm đi đàn đều sử dụng tốt nha. Bass mềm mại xuống sâu và cũng như là tiếng nó mượt, nó mềm, giải cao nó thì tơi, nó không bị chói nha các bác. Đặc biệt dòng XLO mang lại cho các bác rất là tốt. Thì đấy là nè, về đã về được số lượng là 1m rưỡi là được 13 bộ, 1m là được khoảng 27-28 bộ. Bác nào mình lấy thì liên hệ cho em nha, cho em tên địa chỉ em sẽ ship hàng tận nơi, hoặc là các bác chuyển khoản gì cũng được, thì cứ cho em địa chỉ và số lượng sản phẩm lấy 1m hay là 1m rưỡi thì cứ liên hệ cho em nha. Nhưng dòng này về ít có, tại vì đặt hàng khá là lâu mới có hàng về. Bác nào lấy thì nhanh tay alo cho em nha, có hai số điện thoại trên. Lấy hai bộ thì cứ nhân 2 lên, nhân 3 lên, em giá bên em luôn đều bao ship nha. Lấy hai bộ 1m thì 1.400.000 bao ship tận nơi, còn hai bộ 1m rưỡi là 1.800.000 bao gồm phí ship. 1m rưỡi thì để cho các bác mình sử dụng những bộ dàn nó xa. Đấy. Nhưng hệ thống trong nhiễu TDK rất là tốt và cũng như là rất nổi tiếng của Mỹ nha các bác. Đấy, bác nào cần thì alo cho em nha, em về thì thông báo liền cho các bác để các bác mình bắt kịp được cái video này.